Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm qua thì Quân đã chia sẻ cho các bạn những dự án từ top market trở lên trên rồi. Thì ngày hôm nay các bạn cứ làm thôi. Và Quân đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Thì ngày hôm nay Quân sẽ hướng dẫn tiếp theo, đó là dự án Sipocoin với 9,3 triệu người đang tap to earn các bạn nhé. Và đây sẽ là dự án Sipocoin. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào link dự án. Sau đó chúng ta sẽ vào bên trong. Thì khi vào bên trong các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là được. Tiếp theo khi vào bên trong thì chúng ta sẽ có cái giao diện như này. Đầu tiên chúng ta sẽ có là ví dụ là Zone Watch thì các bạn từ từ hãng bấm, đừng bấm Start vội, chúng ta có cái nút X ở đây. Đây. Thì các bạn sẽ bỏ qua đi. Các bạn sẽ bấm chữ X nhé. Rồi, sau đó các bạn có nhìn thấy chữ Collect đây không ạ? Ở đây thì chúng ta có Collect. Các bạn cứ làm dần đi thì chúng ta sẽ hiểu biết và sẽ hiểu hơn rất là nhiều. Vì cái những dự án này thì nó sẽ kéo dài từ năm 2024 đến năm 2025 và thoải mái để cho các bạn làm đối với những ai chúng ta có thời gian rảnh rỗi. Bên trên này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái tab. Tức là hiện tại thì các bạn có thể nâng cái số tab này lên thì các bạn có 2950 lần tab và đây là cái số mà điểm point các bạn là đang đào được đúng không ạ? Thì đây các bạn sẽ bấm vào cái Collect 224 này thì Quân đang có đây, các bạn bấm vào đây nhé. Đấy, bấm vào Collect này đúng không ạ? Thì khi mà bấm xong nó hiện chữ Start Farming thì các bạn lại bấm vào đây. Nó gần như kiểu cái dự án Tham Farm. Đó, thì các bạn sẽ bấm vào Start Farming thì nó lại bắt đầu đào cho các bạn và các bạn sẽ bấm liên tục cho Quân đây ở trong cái chỗ này thì các bạn dùng bên tay phải có ba ngón, bên tay trái có ba ngón thì các bạn bấm đồng đều vào giúp Quân đây thì Quân sẽ bấm vào cho các bạn để cho các bạn xem nhé. Đấy thì hiện tại Quân chưa nâng cấp lên vì thế là nó chỉ được một cái đồng coin thôi và Quân có 2.800 bao nhiêu cái lượt đấy thì các bạn để nó nâng lên mỗi một lần bấm thì nó sẽ là cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng 10 thì ở đây chúng ta có cái nâng cấp này. Thứ nhất là home, home là ở cái phần này rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai là task, task này để chúng ta làm nhiệm vụ pixel. À quên xin lỗi. Chúng ta làm nhiệm vụ social. Nhiệm vụ social là nhiệm vụ xã hội, ví dụ đăng ký Telegram của link dự án này của chủ, tức là của cái dự án bên nước ngoài nhá. Cái tiếp theo ấy là đăng ký link Twitter tức là X và ba là Discord tùy theo là cái dự án đó có đăng Discord hay không. Rồi, chúng ta nhìn cái thứ ba đây ạ, cái đấy boss, boss này ở tất cả mọi dự án đều có chữ boss. Boss này là gì? Thì chúng ta sẽ nâng cấp lên để cho chúng ta tap được nhiều hơn, chúng ta nhiều hơn. Chúng ta có nhiều cái được nhiều hơn. Rồi, invite cái cuối cùng invite là mời các bạn nhé. Invite là mời bạn bè. Nó dịch ra là mời bạn bè. Thì các bạn có thể bấm vào boss này. Sau đó chúng ta nâng cấp lên. Ở trong này có những cái thẻ đúng không ạ? Và ở đây thì Quân đang có 2.300 SMPL tức là đồng tiền của nó thì Quân sẽ nâng cấp lên. Cái dự án này thì nó hơi phức tạp một chút và chúng ta phải có Gmail các bạn nhé. Ở đây Quân sẽ nâng lên thì khi mà nâng lên ý, cái số điểm tab Quân nó sẽ được tăng lên và cộng 1, cộng 2, cộng 3. Nhưng ở đây thì Quân đang hết tiền rồi. Có 479 và trong khi đó nâng cấp cái này là 500, 990 nhưng mà Quân không đủ. Nên là Quân sẽ quay lại cái home và tab tiếp vào đây. Đó các bạn nhìn thấy cộng 1 không ạ? Cái máy tab này của Quân nó hơi giật các bạn nhé. Thì đây khi các bạn tab vào đây thì nó sẽ tăng lên nhé. Những ai mà chúng ta có máy xịn, cấu hình xịn thì bấm mà nó không giật một tí nào cả. Nhưng mà cái hiện tại cái máy tính bảng này của Quân thì để Quân làm nick phụ mà. Thế nên là càng nhiều nick thì càng tốt. Sau đó là các bạn mời bạn bè, các bạn invite này, các bạn mời thật là nhiều bạn bè vào. Vì thứ nhất là các bạn đều được tiền và cái thứ hai các bạn của bạn đều được tiền. Và khi ở đây thì các bạn có nhìn thấy cái dự án nó trả airdrop cho chúng ta thì đây các bạn sẽ có thể là bấm một cái hình người bên trên này. Thì các bạn sẽ liên kết với lại là cái tài khoản Telegram của các bạn thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Quân sẽ ra ngoài bên này nhá. Thì trưa nay thì Quân sẽ livestream để hướng dẫn các bạn là thứ nhất là cách lập tài khoản Binance này, cái thứ hai là các bạn lập tài khoản OKX. Đó, cái link sàn các bạn nhá. Còn cái Fortune này này. Fortune này thì các bạn để nhìn vào đây ạ. Cái này là quay vòng quay của nó nhá. Thì các bạn có thể là làm những cái nhiệm vụ của nó. Đấy khi các bạn vào đây thì nó hiện cho các bạn là các bạn phải hoàn thành cái nhiệm vụ thì các bạn mới được quay này. Đây này, Conspiracy Talk này các bạn này. Các bạn sẽ phải hoàn thành nó. Nhưng mà bởi vì đây là nick phụ của Quân thì Quân sẽ không hoàn thành những cái nhiệm vụ ở đây. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ là fish out your profile này, rồi là tất cả những cái play to market to earn này thì nó bảo các bạn là làm zone vào những cái game ở trên này, tức là người ta sẽ khi mà một cái dự án này nó tốt đúng không ạ? Thì người ta sẽ muốn là kéo người chơi sang cái dự án khác của những cái dự án của những ông lớn khác.
để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Và họ lấy rep, rep tức là lượt mời các bạn ấy. Đó, đơn giản như vậy thôi. Về công nghệ ấy, thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản đó là họ cần các bạn, họ cần người dùng. Đối với chúng ta làm những công việc hàng ngày, ví dụ như kiểu là cắt tóc hoặc là bán sản phẩm thì nó sẽ cần khách hàng. Nhưng ở đây khách hàng ở đây chính là chúng ta, chính là các bạn. Thì các bạn tức là một mũi tên trúng hai đích. Đầu tiên ấy là khi các bạn làm những dự án như này thì các bạn được tiền đúng không ạ? Cái thứ hai là các bạn thấy là cái ở cái những cái kiểu làm như này thì nó rất là tiềm năng và chúng ta lại muốn làm, thì khi muốn làm thì các bạn sẽ biết rất nhiều những cái dự án khác. Thì đó là kéo khách hàng về với công nghệ, thì họ có rất cần cái người dùng như mình để bấm vào những cái dự án như thế này để chúng ta làm. Ngược lại thì khi chúng ta làm thì sẽ được họ trả lại cho chúng ta những cái đồng tiền xứng đáng. Các bạn bỏ nhiều công sức, các bạn được nhiều điểm point thì các bạn được nhiều tiền. Còn nếu các bạn không làm thì các bạn được ít tiền. Ví dụ như ngày hôm qua thì Quân mới làm một cái dự án, đó là dự án DOS, dự án CAS. Đó là gì? Ngày hôm qua thì Quân làm được rất là ít. Đâu đấy có 10.000 điểm point thôi, và khi đẩy lên thì thực sự Quân bán được với giá cực kỳ thấp, bởi vì là cái dự án đấy thì Quân cũng mới biết thôi, Quân cũng lười làm. Thế thành ra được có đúng 3 đô la thôi các bạn. 3 đô la thì nó rơi vào bây giờ 26.000 một đồng đô rồi thì nó rơi vào bao nhiêu ta? 378, 78.000 các bạn ạ. Đâu đấy, đâu đấy tầm khoảng độ 80.000, tầm trong khoảng đấy. Thì nó cũng rất là ít, nhưng mà ngược lại mình rất là may mắn khi mà được tiếp cận với những cái hiện đại như thế này. Rồi quay lại tiếp theo nhé, dự án Yescoin. Yescoin này là Yescoin vàng nhé, có hai cái Yescoin, Yescoin trắng và Yescoin vàng. Thì cái Yescoin vàng này thì nó cũng sẽ sắp up lên cho các bạn rồi. Thì khi bấm vào đây chúng ta sẽ bấm mở nhé, đó, bấm chơi Yescoin. Rồi cái này ấy, thì các bạn sẽ có con bot ở đây. Ở đây thì Quân đã mua con Yespark. Các bạn nào mà ngày xưa chơi điện tử ấy, có cái game là game Pac-Man ấy, thì có cái con đây này các bạn nhìn này, nó cứ chạy chạy như này này, nó gọi là con Pac-Man. Thì các bạn có thể mua con này ở trong cái shop ở đây. Thì Quân tắt đi nhá, các bạn sẽ dùng hai bàn tay giúp Quân, thì các bạn đi gạt vào màn hình. Thì khi quay được cái hũ này thì chúng ta sẽ dùng liên tục như này nhá, các bạn sẽ dùng hai tay quẹt liên tục ngang màn hình như kiểu cái trò chém hoa quả các bạn. Đó, các bạn cứ làm như này thôi thì chúng ta sẽ thu được nhiều hơn, cộng 18. Và đây Quân sẽ gạt này, các bạn nhìn này, ở đây Quân đang có rất nhiều cái năng lượng, cái thanh màu vàng này là năng lượng này đúng không ạ? Còn cái con tắc này thì các bạn có thể mua ở trong shop khi bạn đủ tiền rồi nhé. Cái tiếp theo là cái có cái mũi tên như này, thì Quân sẽ bấm vào cái mũi tên để cho các bạn xem nhé. À, cái tên lửa thì đúng hơn, hỏi mũi tên. Thì trong này chúng ta có như này, một ngày thì chúng ta có 3 lần cái dương này và 3 lần cái phục hồi hoàn toàn miễn phí. Cái phục hồi hoàn toàn này là nó để đầy năng lượng lên để cho chúng ta đào, cho chúng ta đi thu thập những cái đồng có chữ Y này, là đồng Yescoin. Thì Quân bấm thử vào đây cho các bạn xem cái chữ ngực đấy nhá. Thì Quân dịch ở đây nó sẽ hơi dịch sai, chính ra nó phải là dương nhưng dịch ra lại là ngực. Đấy, các bạn nhìn thấy cái dương đây không ạ? Đây, xóa đi. Đây là cái dương của các bạn này. Đấy. Thì các bạn bấm vào cái dương. Đấy nhá, bấm vào dương này, sau đó thì nó sẽ ra như này và các bạn sẽ thu, các bạn dùng hai cái tay ấy chéo màn hình ra thì nó sẽ được rất là nhiều. Đây là cái mẹo để cho các bạn thu được nhiều hơn. Cái Discord này ấy, thì nó cũng chuẩn bị được list lên sàn rồi. Và những cái bạn tham gia muộn, kể ra các bạn vào thị trường hơi muộn nhưng không sao. Muộn ở cái dự án này nhưng sẽ là sớm ở cái dự án mới. Khi mà người ta có cái dự án mới thì con sẽ đẩy lên những cái dự án uy tín để lên trên sàn cho các bạn. Việc của các bạn là gì? Các bạn rảnh thì các bạn chơi này. Cái thứ hai ấy, các bạn đừng dành thời gian xem mấy cái linh tinh nữa. Chúng ta lên trên mạng giúp Quân là Airdrop là gì các bạn, và sẽ tìm hiểu thêm là cách đăng ký link sàn như nào, thì Quân sẽ hướng dẫn các bạn thật là chi tiết và lấy những cái video của những cái người mà họ đã làm trước đấy rồi để đẩy lên trên trên nhóm để cho các bạn xem, để các bạn dễ dàng là lập được hơn. Bởi chúng ta phải KYC mà, KYC tức là gì, các bạn xác minh danh tính ấy. Cũng như kiểu là ngày hôm nay các bạn đi làm VNID cấp độ 1, cấp độ 2 ấy, thì các bạn phải có chụp ảnh đúng không ạ? Các bạn phải chụp ảnh, các bạn có phải có căn cước công dân để chúng ta làm ở trên đấy, đơn giản như vậy thôi. Rồi ở đây thì các bạn có chữ kiếm đây, đó, có chữ kiếm thì đây là làm những nhiệm vụ, ví dụ là wax all đây, những nhiệm vụ này này, các bạn có nhìn thấy hình YouTube không ạ? Thì các bạn chỉ cần bấm vào xem video thôi. Rồi react post the post này, chúng ta là đăng lại cái post này lên lên Telegram này. Retweet, retweet ở đây là chúng ta đăng lại lên cái mạng xã hội là mạng xã hội Twitter, thì bây giờ đổi thành chữ X rồi.
Play to Market ở đây, tức là các bạn chơi cái game to Market đấy các bạn. Rồi Claim Earth Bonus Pack, tức là các bạn sẽ thu con này 10k từ cái con pack, mà cái con mà nó chạy chạy vừa rồi cô đã cho các bạn xem. Còn Daily Check In, Check In tức là các bạn đăng nhập hàng ngày nhé. Đây, cô sẽ bấm vào Daily Check In này, đó, các bạn bấm bắt đầu này. Rồi các bạn bấm Get X. Rồi chúng ta bấm vào tuyên bố ở đây và bấm chữ tuyên bố ở bên phải, bên bên trái nhé. Bên phải là các bạn phải có đồng tôn thì mới check in được, thì nó sẽ thuộc dạng là nhiều và ít hơn, đúng không ạ? Thì đây các bạn có kết nối ví tôn này, bên trên này đúng không ạ? Địa chỉ ví tôn của Quân đây. Đấy, các bạn đấy, nhiệm vụ của bạn là xong rồi. Còn ngày chúng ta bấm vào cái hình tên lửa này và các bạn chơi hết cái phục hồi hoàn toàn và cái ngực này đi các bạn nhé. Đơn giản như vậy thôi. Và ở đây thì Quân sẽ hướng dẫn các bạn như này. Các bạn nhìn thấy dấu cái ba gạch đấy không ạ? Bên gạch trái màn hình thì các bạn sẽ lập giúp Quân cái ví. Ví ở trên này luôn và các bạn giữ đừng cho ai biết nhé. Ở đây thì các bạn có thể thấy ở đây là các bạn bấm vào cái chữ wallet. Đấy, có chữ wallet, các bạn nhìn thấy không ạ? Ở đây thì Quân đã lập nick rồi thì nó sẽ hiện luôn ra như này là cái wallet của Quân. Hiện tại thì ở trong này thì đây các bạn nhìn thấy chữ tôn đấy không ạ? Đây. Đây là cái ví tôn của Quân này. Đây, và hiện tại Quân đang có 1,87 đô ở trong này thì đây là cái ví, thì các bạn sẽ tắt đi và các bạn bấm vào đấy, các bạn bấm vào cái tone spec này. Đó thì nó sẽ hiện cái tài khoản của các bạn ra. Thì hiện tại trong này thì Quân đang có là 0,3 cái đồng tone ở đây và đang có 1,87 đô. Tức là gì, để cho các bạn làm ở trong này. Đó, đây. Và đây là địa chỉ ví của Quân các bạn nhé. Cái này thì khi các bạn nhập vào ấy thì nó sẽ một là cho các bạn chọn là xác minh bằng email. Đây, bằng Gmail của các bạn ấy thì các bạn nhớ nhé. Các bạn nhớ ghi lấy làm về cái lĩnh vực crypto này, các bạn lấy quyển sổ một, quyển sổ bé, các bạn ghi và các bạn để riêng ra giúp Quân. Hoặc là nó có bắt các bạn là lập bằng ví bằng 12 ký tự bằng tiếng Anh nhá. Thì 12 ký tự đấy các bạn nếu chụp ảnh lại được thì các bạn chụp ảnh lại này. Đồng thời các bạn sẽ lưu lại giúp Quân là 12 ký tự đó, là để nhớ là ghi từ 1 đến 12 nhá, không được ghi nhầm lẫn nhá và đúng từng chữ. Thì sau này ví dụ các bạn bị mất máy thì các bạn chỉ cần nhập 12 cái ấy thôi là các bạn sẽ lấy lại được nick. Nó đơn giản như vậy thôi ạ. Và ngày hôm nay mỗi một tài khoản, mỗi một số điện thoại chỉ lập được đúng một tài khoản duy nhất thôi. Thế nên ngày hôm nay các bạn nhớ giữ nó cho bản thân mình và đừng để mất nha. Ok. Đó, cách lập wallet cũng như vậy thôi. Thì để các bạn đăng nhập cái wallet ở trên cái những cái dự án như này. Rồi tiếp theo là dự án Midas Jader. Các bạn bấm vào link dự án. Cái Midas Jader này nó là gần như kiểu cái cục vàng các bạn. Các bạn đào vàng thì một ngày ở đây khi đăng nhập bằng ngày mới thì nó sẽ có 10 cái điểm GM point. Các bạn nhìn thấy chữ point đấy không ạ? Tức là cái điểm đó để cho các bạn vào. Rồi tiếp theo là khi các bạn vào thì sẽ có một lượt tab này. Nếu các bạn đăng nhập đều vào đây, nó ghi là Earn extra bonus by checking in every day. Come back tomorrow after 7 giờ này. Tức là vào 7 giờ for your này. Daily Reward 2, tức là bạn đăng nhập đều đặn ấy, thì nó sẽ tặng cho các bạn thêm những cái lượt chơi. Và ngày hôm nay thì Quân, ngày hôm qua Quân đã để dành cái tài khoản phụ này để chia sẻ cho các bạn, nhưng mà Quân mới làm được đến cái To Market thôi. Thế nên ngày hôm nay thì Quân có một lượt tab các bạn nhé. Các bạn sẽ bấm vào cái tab này, bấm vào chữ Continue ở dưới đây ạ. Đây cái màu xanh này, bấm vào đây giúp Quân. Bấm vào Continue nhé. Đó. Thì các bạn ở đây thì Quân đã có một lượt, thì các bạn bấm vào đây. Quân có là cái hình mặt cười vào One Tap Snap này, thì các bạn bấm vào Start Start Tapping này, bấm vào đây ạ. Thì khi bấm vào các bạn sẽ bấm liên tục vào màn hình 16 lần giúp Quân. Đây nó hiện ra cái cục vàng này, các bạn bấm liên tục 16 lần vào đây thì nó chỉ thu nhập được đúng 16 cái thôi nhá. Đấy, 16 GM một ngày thôi, cái này rất là ít. Và bên dưới này chúng ta có gì ạ? Invite a friend for này, thì các bạn sẽ mời bạn bè thôi. Mời bạn bè nhiều thì chúng ta có nhiều lượt chơi, còn không có bạn bè thì chúng ta ít lượt chơi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Và chúng ta cứ làm như thế đến lúc là nó trả airdrop cho các bạn, thì Quân lại hướng dẫn các bạn là rút lên sàn. Quân lại hướng dẫn các bạn là bán ở trên sàn như thế nào để các bạn đổi ra tiền Việt. Thì các bạn lại đổi ra tiền Việt, đương nhiên nó sẽ là từ đó các bạn, người ta sẽ chuyển về cái tài khoản ngân hàng của các bạn. Và các bạn hoàn toàn miễn phí, không mất một cái gì luôn nha. Nó chỉ có là thời gian rảnh các bạn có chịu khó hay không. Chịu khó thì có nhiều tiền, không chịu khó thì ít tiền, hoặc là mới bước chân vào cái thị trường này ấy, làm ít thì đừng có kêu là ngày hôm nay tôi làm tại sao tôi được ít tiền, là như vậy. Cái gì nó cũng phải bỏ công sức ra vì các bạn làm nó miễn phí mà, nên là công sức của các bạn phụ thuộc tùy vào các bạn.
tùy tiền các bạn nhá. Ok, cái dự án này thì làm rất là đơn giản thôi. Ở đây chúng ta có home này, header này chưa có, friend là chúng ta mời bạn, và task. Cái task ở đây là chúng ta sẽ mời, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ social. Nhiệm vụ social là nhiệm vụ xã hội vẫn như những cái dự án khác thôi. Chúng ta bấm vào chữ task ở đây, và trong này Quân đã được review, Quân được claim này. Ở đây các bạn được claim cái gì thì các bạn sẽ claim về giúp Quân nha. Đó, claim. Rồi, ví dụ như kiểu là cái gì? Đây nó yêu cầu là connect wallet này. Khi mà kết nối ví, connect là kết nối, wallet là ví, thì các bạn sẽ được cộng 500 cái GM này, thì các bạn bấm vào đây start. Và khi cái bên dưới này các bạn này, nếu các bạn là invite one friend 100 GM, khi các bạn mời được một bạn thì các bạn sẽ được 100 cái GM này, đúng không ạ? Thì ở đây Quân sẽ bấm vào collect nhé, bấm vào chữ start ở đây. Start này. Rồi. Khi các bạn bấm như này thì nó sẽ hiện là connect your wallet này. Và đây ở đây có các ví ở dưới này các bạn nhé. Ví dụ ở đây chúng ta có ví Tone Keeper này. Ví Telegram sẽ là dùng mạng Tone các bạn nhé. My Tone Wallet này, Tone Hub này, rồi là D Wallet này. Tức là những cái để các bạn kết nối. Nhưng các bạn chỉ cần đó là gì ạ? Các bạn kết nối Open Wallet is Telegram, tức là các bạn kết nối ví trên Telegram luôn. Thì các bạn vừa nãy thì Quân đã hướng dẫn các bạn lập cái tài khoản ví Telegram rồi, đúng không ạ? Và ở đây thì các bạn bấm Open Wallet in Telegram giúp Quân nhé. Đó, bấm vào Open này. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái wallet của các bạn, đúng không ạ? Việc của các bạn ấy thì là chờ đợi nó trong vài phút. À quên, Quân xin lỗi. Trong vài giây và nó hiện lên. Có gì đây đã hiện kết nối này. Thì các bạn bấm Connect Wallet, tức là chúng ta kết nối ví với cái dự án này. Đó. Thì các bạn bấm Connect Wallet. Nó đang quay này các bạn này. Thì khi đã xong nó sẽ hiện là back to my dApp, tức là về lại cái đó. Thì các bạn không cần bấm gì cả. Thì khi Quân đã kết nối xong thì nó đã hoàn thành rồi các bạn này, và nó hiện chữ claim. Claim tức là thu về các bạn nhé. Và những cái nào mà tích xanh như này thì các bạn đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó rồi. Ok chưa ạ? Thì Quân bấm vào chữ claim ở đây. Rồi, như vậy là Quân đã hoàn thành rất là nhiều cái nhiệm vụ social ở đây. Ví dụ như là follow này. Đây, Quân bấm nhầm. Lại bấm nhầm. Ví dụ như là follow Binance này, tức là ở đây là follow cái ông sale ở trên link X này, rồi là follow cái Midas này, tức là cái dự án ở trên X này, rồi follow host, đây là đều là những cái ông ở trên chủ của những cái dự án ở bên nước ngoài mà người ta làm, người ta muốn mình follow để theo dõi tin tức của người ta ấy. Đối với những ai các bạn biết tiếng Anh ấy, thì nó rất đơn giản, còn không biết thì không sao cả, vẫn làm bình thường. Chủ yếu các bạn làm và chịu khó xem video của Quân. Xem thì nhớ xem hết và xem chi tiết, rồi nó là bước khởi đầu các bạn ạ. Rồi những dự án sau các bạn dễ làm cực kỳ luôn, bởi vì các bạn đã có kiến thức rồi, đúng không ạ? Đây này, follow này, đấy. Rồi là follow link link gì đây nhỉ? YouTube các bạn ạ. Rồi cái link cái này, một cái mạng xã hội. Rồi bên trên này thì đơn giản thôi. Đó. Còn cái invite này Quân không làm được nhá, Quân sẽ quay ra bởi vì Quân làm xong cái đó rồi. Xem được bao nhiêu phút rồi ta? 18 phút, Quân sẽ làm thêm một cái dự án nữa. Đó là dự án Bunny App. Dự án Bunny App này là có hình con thỏ, thì các bạn có bấm vào link dự án. Rồi, sau khi nó bấm vào đây các bạn sẽ bấm chữ play now. Khi xem ấy thì các bạn nhớ xem chi tiết và xem hết video các bạn nhé, Quân sẽ hướng dẫn làm chi tiết cho các bạn. Rồi ok, thế này Quân đăng nhập ở đây thì các bạn có 11 cái năng lượng ở đây, và các bạn nhìn thấy hình con thỏ đúng không ạ? Các bạn bấm vào hình con thỏ, các bạn dùng 3 4 ngón cũng được, bấm liên tục vào hình con thỏ ở đây. Điểm của Quân nó đang tăng này các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn cái năng lượng của Quân nó đang giảm này. Đấy, còn 10 năng lượng này. Tức là Quân còn 10 cục năng lượng nữa. Ok. Và cái trong con thỏ này, các bạn nhớ bấm hết những cái năng lượng cho Quân, cái màu vàng vàng bên dưới này nhá, là năng lượng này. Đó. Các bạn bấm càng nhiều thì cái điểm đây là trên này là điểm POI. POI nhiều đồng nghĩa việc các bạn nhiều tiền. Đấy, về cái dự án Bunny App thì có hai cái. Ở bên dưới này thì Quân sẽ chia sẻ cho các bạn này. Một là earn. Earn ở đây để các bạn làm những nhiệm vụ social, nhiệm vụ xã hội. Cái thứ hai là boss. Boss ở đây thì các bạn đã biết rồi đúng không ạ? Các bạn nâng cấp nó lên để táp được nhiều hơn. Ví dụ mới vào một cái gì đó, một dự án mới thì nó đều là cộng 1. Thì khi các bạn nâng cấp lên nó sẽ là cộng 2 điểm, rồi là cộng 3 điểm, cộng 4 điểm, cộng 5 điểm, cứ nâng cấp dần lên. Và với số point tương ứng ở đây, 3 là cái game. Game ở đây là chúng ta sẽ quay về cái màn hình chính là hình con thỏ này. 4 là friend, friend là mời bạn bè. Còn cái rap, Rapple này thì nó chưa có các bạn nhé. Hiện tại nó đang là coming sun, tức là nó chưa có và nó đang cập nhật nên nó hiện là coming sun.
Ok, đầu tiên bấm vào ơn nhé. Ơn này, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có là gì? Chúng ta đăng ký cái link của chủ dự án, tức là nick Telegram. Cái thứ hai là Boss Telegram Channel, tức là các bạn dùng gói nâng cấp mà là Premium thì các bạn mới có cái này. Nhưng mà hiện tại thì Quân đang không nâng cấp cái nick này. Rồi tiếp theo là Zone X Community, tức là chúng các bạn đăng follow cái tài khoản Twitter của người ta. Rồi là collect này khi các bạn là đủ được đây lên 50.000 coin đấy, thế là 100.000 này. Zone the clan này, các bạn sẽ vào clan nhé. Quân thì không có clan riêng, clan tức là một cái đội nhóm. Rồi các bạn có mời ba bạn này, khi mời đủ ba bạn thì các bạn sẽ nhận được 5.000 này. Rồi mời 10 bạn này, đúng không ạ? Rồi cái quan trọng nhất ấy là cái daily reward này. Các bạn cứ vào những cái dự án nào mà có daily reward, daily tức là hàng ngày, reward là các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ bấm vào cái daily reward để giúp Quân, đúng không ạ? Bấm vào đây thì các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là chúng ta đăng nhập ngày này. Ví dụ các bạn đăng nhập ngày 1, đây là chữ ngày, dịch ra tiếng Việt là ngày. Ngày 1 thì được 200, ngày 2 được 500, ngày 3 được 1.000 này. Nên các bạn chịu khó đăng nhập nhá, ngày 4 này, ngày 5 đến ngày 10 thì chúng ta được 150.000 cái này. Nên các bạn chịu khó vào đăng nhập hàng ngày nhá. Bận đến mấy cũng vào tầm một mấy giây thôi các bạn đăng nhập. Ok, thì các bạn bấm vào chữ claim màu đỏ ở đây ạ, bấm vào chữ claim. Đó, là hoàn thành rồi nhá. Đây claim success hiện bên trên này. Và khi bấm xong ấy thì cái daily reward này nó sẽ thành màu đen, nó không hiện, nó sáng để cho các bạn bấm vào nữa, là hoàn thành các bạn nhé. Và cái bên cạnh ấy thì cái boss boss ở đây là gì, các bạn bấm vào chữ boss ở đây thì tức là các bạn có một cái lần đem ở đây là chữ đem, các bạn sẽ là bấm vào để cho nó được x rất nhiều lần, tức là nó hiện cái búa lên và các bạn có 3 lần hồi đầy năng lượng nhá. Còn cái đem ở đây ở bên dưới này các bạn upgrade, ví dụ đây Quân đang là level 6 đúng không ạ, thì các bạn sẽ là được khi tap vào nó sẽ là cộng 6. Các bạn ví dụ dùng 64.000 các bạn nâng lên thì nó sẽ là cộng 7, thì các bạn tap vào sẽ là thu được 7 điểm point đúng không ạ? Còn cái energy cap ở đây tức là các bạn sẽ dùng là level 6. Ví dụ đầu tiên mới vào ấy nó chỉ cho 2.000 năng lượng thôi. Sau là các bạn nâng cấp lên level 1, level 2 thì nó sẽ là lên 2.500, level 3 thì là lên 3.000, level 4 thì nó cứ cộng thêm 500 cho các bạn vào ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và Quân sẽ bấm vào chữ cái hình cái búa đây các bạn nhé, để cho các bạn xem hình cái búa này. Các bạn bấm chữ claim boss. Rồi, các bạn quay ra chữ game ở đây ạ. Và các bạn có nhìn thấy cái búa đây không ạ? Đây, thì các bạn đang được x rất nhiều lần. Đây các bạn là x10 này, x10 Tapper the Time này, tức là ngày hôm nay Quân đang là level 6 đúng không ạ? Thì x10 lên là 60 thì Quân sẽ được 60 điểm một lần bấm. Quân sẽ bấm cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy, à 80 điểm các bạn ạ. Đấy các bạn sẽ bấm này, nhìn nó chạy không ạ? Rồi, nó chỉ được tầm khoảng độ 10 giây thôi mới nhá. 10 giây là hết. Rồi, con đã hết rồi. Tap the collect tức là đã hết cái bù hình cái búa, nó chỉ có trong 10 giây thôi và cái gì thế. Đây các bạn cứ bấm vào đây thôi thì cái năng lượng nó tự giảm đi. Rồi, điểm của Quân này đang tăng lên, nó chỉ có như vậy thôi. Và các bạn mời bạn bè. Friend ở đây thì chúng ta mời bạn bè, khi mời được một người thì nó được thêm cái gì đó, nó rất đơn giản như vậy thôi, không có gì khó cả. Và khi nào mà có nó cập nhật dự án, nó cập nhật để đẩy lên để nhận cái coin ấy, thì Quân lại hướng dẫn các bạn chi tiết, nó chỉ có đơn giản thế. Ok, và xong cái bunny app rồi. Quân xem được bao nhiêu phút rồi nhá. 23 phút rồi, ok. Tiếp theo thì Quân để xem còn dự án nào nữa. Rồi dự án W coin, dự án W coin thì Quân sẽ làm cái video sau các bạn nhá. Và Quân sẽ dừng cái video tại đây.